các chị dở ra đi. Trong túi của các chị là có 4-5 quả chanh và một quả dưa chuột. Nhiệm vụ của các chị khi MC hô bắt đầu, các chị ngồi xuống luồn từng quả chanh một qua ống quần của các anh từ bên này sang bên kia. Nó tắc ở chỗ nào thì tùy các anh các chị. Miễn làm sao 5 quả chanh đi hết sang ống quần bên kia. Quả cuối cùng là quả dưa chuột, nó hơi dài. Trong kia cũng có dưa, ngoài này cũng có dưa. Chúng ta thử xem là dưa nào ra khỏi tay bên kia. Tôi chỉ sợ ra nhầm dưa thôi. À các anh các chị, để cái túi của mình xuống, để xuống đất. Rồi, để túi xuống đất. Máy quay, phóng viên lên. Khi mà hô bắt đầu nhá, các chị cầm quả chanh này. Em thật đấy, ăn được. Buồn đây. Chặt đi quê, làm sao đi qua đây, xuống đây. Đào chanh. Luôn đi, chị A luôn đi nào. Rồi, làm đi nào em ơi. Em gái cứ luôn đi. Xin mời anh Trung chuẩn bị trò tiếp theo. Xin mời anh Trung. Xin mời mang một phần quà, xin mời anh Hiệp đại diện ban tổ chức đến tay. Vâng, cảm ơn anh.